Tranh Lý Ngư Vọng Nguyệt mà dày 6cm thì khi mà đục xong sẽ kênh bong như thế nào? Đây là bức tranh Lý Ngư Vọng Nguyệt mà chúng tôi đã làm trên cái phôi gỗ gõ đỏ dày 6cm từ ban đầu. Và sau khi bây giờ chúng tôi đã hoàn thiện thì thứ nhất là các cái khóm hoa này đã được chúng tôi đục rất là tơi, và sau đó là những cái hàng chân này chúng tôi cũng móc lên để tạo cái độ kênh bong và cảm giác là gần gũi cho người xem. Nhất là những cái phần bố cục của cái đuôi cá cũng thế. Bác khách ngay từ ban đầu đã yêu cầu chúng tôi là cái phần đuôi cá làm sao mà khi đục xong phải thò được tay qua như này thì mới cảm giác nó rất là sướng. Cho nên là hai chiếc đuôi cá như này thì đã được chúng tôi móc nó lên rất là kênh bong. Và kể cả cái vây này cũng thế, cũng được chúng tôi móc cái phần bên dưới để tạo cái cảm giác là kênh bong hơn cho cái tác phẩm. Không phải là cái đoạn nào cũng có thể kênh bong lên được, mà sẽ phải tuân thủ theo cái nguyên tắc của cái bố cục. Ví dụ như là những cái điểm gần như này thì hoặc là những cái tảng đá thì sẽ làm cho nó nhẵn phẳng nhiều hơn. Cộng với lại là những cái vây ở xa hoặc là những cái vây ở phía sau thì nó phải ở dẹp dưới bên dưới, thì nó sẽ làm cho cái cảm giác là đoạn cao đoạn thấp thì nó sẽ phù hợp hơn.